Mà không có vườn thưa. Dạ chủ. À Nguyên à bí thư thôn này. Nhưng như là ngày xưa mà chưa hợp từ thì gọi là miếu ngu. À miếu ngu, ngu là ngu thuần đâu. Ngu là vui vui vẻ. Hợp từ tới 6 nữa là 200. 200 rồi. Không cái này thì cũng đội thờ văn hóa nên là. Giờ chỉ xem qua thôi. Không bây giờ là không học có làm vô sổ. Sổ hóa rồi. Bây giờ anh chỉ cần tư liệu là về nói chỗ nữa là chuyển của xã. Và thôn giáo cho thôn nó xã quản lý chứ. Tất nhiên là cũng có một cái bán và cái bán lề nghĩ đấy. Yeah. Vâng, nhưng mà chủ yếu là công tác quản lý là thôn với xã quản lý. Yeah. Đúng rồi. Không cái này hiện vật thì tốt. Yeah. Nhưng mà mình giờ này mình tờ hiện vật thì bị tiêu hủy đó. Yeah. Họ hoàn này bị thấm lụt lụt này bị nhiều thứ. Trước đây cũng có một trái đoàn cùng lý tả nhưng mà thổ. Nếu một số nơi đi dọc cái chuồng này đến nó xuống cấp. Xuống cấp thì nó bị dột nạt cái thứ nên nó sờ hồng nên nó cũng chuyển đến một số nơi. Nhưng mà sau khi trung tú các thứ là chóng đi đưa trở về đấy. Phải rồi. Vì cái này là cùng nhà nước tỉnh đã cùng ủy ban tỉnh ủng hộ tờ vay lần này đấy. Nhưng mà cái hợp từ mà mình đưa về đây là từ năm nào nhỉ? Không nhớ hả? Thì như 1983 tức là cái nửa sống là đưa về đây. Chắc phải trước chứ, trước đấy nữa thì đã có rồi, nhưng mà sau đó bị vừa là chiến tranh, vừa là nó hỏng hết thấy. Thơ cả nơi đấy, nên thơ cả nơi còn cái chính sách của năm đó. Là ban đầu cả cái vùng họ mới chuyển sắc về đấy thì gửi. Thế thì chứ mới cách đây anh Hà Thái Kinh gửi rồi anh Hà Thái Kinh. Còn đây là giáo sư lên tháp. Giáo sư vừa là cũng là thiên sư nhà nghiên cứu vĩ đại theo Phật giáo đấy. Hôm trước là hội thảo là nghe thầy phát biểu ở trên tỉnh. Dạ vâng, em gọi gì nghe. Dạ. Người sẽ quay trở lại đi. Đền là thơ chỉnh lý Nhật Quán thì thơ đến nén. Đến nén là đâu? Không là ngược lại đấy tiền. Không có lý lý thế tổ. Dạ vâng. Nhưng mà thì nữa thì có thể bên em lý thế tổ đã có bên lý Nhật Quán với ông đệ lý họ quá. Nên cái vấn đề đấy nếu mà mình chỉ sập mình lại ra ăn. Dạ vâng. Thì mình có điều kiện á. Dạ. Chỉ cắt mình ngàn năm nhưng bây giờ nghe tại vì nghe anh em nói vậy cái điều kiện. Thế chú Linh lên bổ đi hướng. Đi lâm liệt và niêm còn đại ngự. Đại ngự. Đinh đổi lâm liệt. Nhất đạp. Nhất đạp tế truy. Nhất đạp tế. Tế. Nhất đạp tế. Đi cái này chắc cái gì đây. Chắc không đây á. Đây còn hai là cái này. Không đây là miếu ngu ra trước. Nhật Quang chỉ là thờ vòng về thôi. Không, nhưng mà không phải thầy chứ. Thờ cụ Nhật Quang là thờ ai? Đây miếu, đây là miếu ngũ, miếu ngũ là ngũ thuần đó. Không, ngũ thuần thì ngũ thuần. Nhưng mà không, nhưng ngũ thuần mình dâu vậy chứ này gọi là đại ngũ, nhưng mà còn dính đúng Nhật Quang thì nào không? Quang là thờ vòng, vì khi mà hợp từ lại thì người ta vòng cái bung này tôi thờ vòng. Thờ vòng. Giống như Tam Lăng, giống như là coi như cụ Lê Khôi thì con kiểm soát trên cái đền Thiệu Trì nó vừa rồi chụp thì đến nay không có sắc. Thờ vòng, bây giờ tôi tập trung lại một chỗ. À. Nhưng mà Nguyên Thủy thì đây gọi là miếu ngu, ngu là ngu là nghiêu thuần á. Ngu là ngu thuần á. Không, ngu là vui vẻ thầy. Nhưng mà ngu là ngu thuần thời đấy đúng không? Có tích có lệ mà. Cho nên gọi là ông nghiêu thuần ông Hồ Quỷ Lý nhà mình ông truy về gốc ông là vua nghiêu. Vua nghiêu. Cho nên ông đặt nước bên mình là đại ngu. Đại nghiêu. Đại được vua nghiêu là đại ngu. Đại ngu kỳ quá nếu như đặt không có bề vị. Tam tòa linh ứng minh mẫn đạt huy linh phổ hóa dịch vận bảo định thi thần đây là các cái phong hiệu của ngài Minh Huy đấy. Thế ngoài cái cỏ tắm toàn này. Lệ có thắp hương đây. Thắp hương, tự nhiên là một cái nhà để sắc riêng. Từ khi hợp từ mà có sắc nhiều là mình lại tới đây. Có. Anh là tên gì nhỉ? Em là Vị, Nguyễn Hùng Vị. Nguyễn Hùng Vị. À, là trưởng phòng văn hóa huyện.
Mọi người nói một cách không biết là chính xác ở đây là bao nhiêu sắc? Dạ, 234. Chính xác là 234. À. Chúng mình 180 à? Đấy. Đây là Ngọc nhớ vào thống kê nè. Những cái ở tỉnh tỉnh đó bịt thôi sao? Tại vì họ sao bị thôi. Bị thôi có. Nhiều thôi không? Biết thôi ấy, biết thôi, biết thôi. Họ chuyển sắc về tổng tiền cùng sự, tiền cùng sự ngô vị lược đôn hầu phù hữu trạc dương trạc vị cao các thượng đẳng thần. À đây cái cao các vị này là vào đến cái vị này rất quan trọng, vị này là vào đến tận Quảng Trị là cũng đất cũng đai gì phải có cái vị cao các này đây quan trọng lắm á. Thì cao các thần quân dân là tên dân Quảng Trị hầu hết là dân là tên đi bộ. Đấy cao thần mang theo cao các cao các này là cũng đất. Ba hồi ghi là Hà Tĩnh đây, ba hồi ghi là Hải Lăng. Quê hương tôi đó. Ông đàn ông đàn tất đó. Đúng là tôi dính trong đó là tâm dính đi vào mà. Chứ cái dòng giống nhau. Ở bên ngoài đây dòng này trò ra giống nhau. Đây là cao cát, thần cao cát. Đây là có nhưng mà chữ này viết đẹp quá, chữ này từ Đức, từ Đức là tam thập tam niên. Thập nhật nguyệt, từ Đức năm thứ 33. Tám niên rồi là cái gì 1880. Tất hà phụ. Tất hà phụ rồi thì ngu xã. À đây ngu đây này. Ngu này đâu ngã phải ngu đây này. Đây ngu đây này. Đại ngu đó. Đấy ta có cả ngu xã cũng phải đi đến miếu ngu mà có cả ngu xã luôn. Hòn ngu nữa đó. Hòn ngu nữa chứ. Đây có hòn ngu không? Ngu xã đó. Là nhà của hòn ngu. Không. Hòn ngu mà sao nó là hòn ngu? Hồng ngố đó, đó. Giáp đúng rồi, giáp đó. Tùng tiền. Ngố cái cỏ đấy, hồng ngố. Ngố, đúng. Ngố với ngố. Ngố, đúng rồi. Đó. Đấy đấy. Tại mình có ngố xã này, lê xã này. Rồi thì... Chứ xã là nhà. Xã là nhà. Nhiều. Vì cái bán nữa chứ thôi, tỷ chúa gì tâm. Duy tâm. Duy Tân là tam niên. Bích phổ là của Thích Hồi đó. Nguyên là Nguyên Tăng này. Bích Hồi là Trầm Diệt Bảo Trung Hưng. Sát thải đại tướng quân tôn thần. Tức là cái này một. Sát thải đại tướng quân lên này. Tướng quân ngoài này đấy. Đúng rồi. Có cái điện đấy thôi. Có điện này. Còn nó đây. Đây. Đây tướng quân đi là tên gì này? Tức là thơ đây đây có mấy ông đây. Ngoài này có mấy ống đó, ống hạt hải đài tuyển quân tới 8 toa là chỉ ngoài đấy luôn. Rồi. Từ vời đấy. Cái đấy là phải quy về này, cái đấy có tên. Hầu quốc phù phần, hầu đức, chỉ nhân nhẹ đỉnh. Ông đọc lại từ đầu được ông sách tam tòa, sách tam tòa linh ứng diệu vận phù ứng thuần đức về nghĩa, về nghĩa dực linh hầu khánh hầu khánh phù dương mất chữ dương nghĩa hồ quốc phò vận phù vận hầu đức chỉ nhân ứng. Anh thấy là khi mất rồi lâm thân rồi mà vẫn tiếp tục giúp dân phò dân giúp nước, mà muốn như vậy thì khi sống là phải vì dân vì nước, quan phải cực kỳ thanh liêm. Tổ tiên mình vậy lắm. Gọi là diện phúc hồng ân. Diện phúc hồng hồng ân là triều tường tán trì, tán trì bảo an. An niên phong vịnh bảo đương phú nhiêu ta thần an quốc phù sầu khoảng trạch vân vân. Đây là từ đấy mà bên này đây. Đây là hoàng gia trường cửu, cái này để phong thêm không hoàng gia trường cửu vi lực phò hoàng gia trường cửu phù hộ vương nghiệp vịnh cẩm vịnh miên âm trợ bên uy tiệu trừ mạc nghiệt tức là cái này ta cờ sớm mạc nghiệt đó. Đây là con cái đám mạc á. Tiêu diệt đám mạc. Đây là mạc nghiệt yêu nghiệt á.
dương mạc nghiệt đấy. Mạc nghiệt, mạc thu phục căn thổ này, thu phục căn thổ nhất cử vi kệ thành công này, nhất cử thành công để nằm hữu và nằm hữu đại 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 tướng quân ngã, đại tướng quân đại đại tướng quân cả. Đây là căn trì bát niên là bao nhiêu ông nhỉ? Căn trì bát niên 1600 đúng rồi, thật ra đấy, cũng thuộc thật ra mình chị cháu nó thật lạc đấy. Hà xã này, thật lạc, chị cháu nó thật lạc đó. Hà xã đây này, Hà xã thôn đây này. Tính là nhà của người họ Hà đấy. Họ Hà đông lắm, đông thay đình đấy thôi. Thế nên vậy này vậy, cô ở đông thành thay đình đó. Ông đọc ông đọc cái này, sắc gì đó, sắc sắc hạt tình tình đấy. Thật ra huyện này, Bình An thôn này, Tông Tiền Phùng Sử Nguyên là Tàng Đoan Túc Dịch Bảo Trung Hưng Long Hồ Long Hồ thường, Long Hồ thường thường quân tôn thần hôm nay cờ của cùng vì ở đây đây người bên đây phong là thường thường quân giống như bên Dục Nam thường thường đại thường quân ông bên kia chánh khí nữa chánh khí thiên thu thiên thu tham bạc hầu nên anh lên vàng cổ phối cao minh.